Mến chào quý khán giả. Những ngày đầu xuân là dịp để mọi người cùng quây quần đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình, người thân. Trong câu chuyện Tết, đâu đó trong nhiều nếp nhà thì vẫn còn có bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ dâng lên tổ tiên ông bà dăm ba ngày xuân. Giữa cuộc sống tất bật hối hả, làm thế nào để những đứa trẻ lớn lên cùng những giá trị truyền thống quý giá là một câu chuyện cần nhiều thế hệ chung tay viết tiếp. Để từ đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa ngàn xưa của dân tộc Việt. Một lớp học tình thương hiện diện trong một ngôi miếu. Bọn trẻ ở đây vẫn quen gọi thầy giáo của chúng bằng hai tiếng thân thương, Ba Thành. Đều đặn hàng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, các con được Ba Thành đứng lớp và truyền dạy những kiến thức căn bản vào đời. Đến lớp học, các em không những được dạy học miễn phí mà còn được hỗ trợ cả về dụng cụ học tập. Ba Thành của chúng có gần 80 đứa con, không cùng một họ, mỗi đứa một quê, mỗi trẻ một hoàn cảnh. Tự chung, chúng đều là con em của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều phương xa về Bình Dương mưu sinh lập nghiệp. Ngày hôm nay hẳn là một ngày học đặc biệt của những đứa trẻ trong lớp học tình thương thầy Thành. Tại miếu bà ấp Thượng Châu Thới, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lớp học hôm nay không có tập, không vở, nhưng những câu chuyện cổ tích sẽ được hiện ra tùy vào cảm nhận của các con khi được tự tay mình làm lấy những chiếc bánh. Những câu chuyện, sự tích dân gian bỗng chốc hiện lên khi mờ, khi tỏ. Khi mà những ngày giáp Tết cổ truyền, cha mẹ, người thân cư mang chúng còn đang lam lũ chạy việc cho kịp đơn hàng, thì chúng vẫn ung dung tự tại trong thời khắc này để tự do bước vào những câu chuyện của thế giới tuổi thơ trong trẻo. Bé Nguyễn Ngọc Như Ý, quê ở Trà Vinh, chăm chú ngồi xem các bà, các dì gói bánh tét. Con không mất tiền mua một tấm vé, vẫn được về quê xem bà, xem chị gói bánh tét. Bánh tét Bình Dương hẳn cũng không khác mấy với bánh quê con, vì các dì, các cô ở đây cũng đến từ nhiều vùng miền, trong đó có cả Trà Vinh, quê con. Em ban đầu em không nghĩ là sẽ đông như thế này. Em thấy là rất là vui, rất là sôi động, có rất nhiều hoạt động. Còn khi mà dạy, khi mà các cô dạy thì em thấy cô rất là tận tình để mà dạy. Rồi truyền cho các bé thì các bé cũng rất là ham học hỏi, cũng rất là cố gắng. Như bé này rất là cố gắng để mà gói được một cái chiếc bánh. Đây, nó không có được đẹp nhưng mà đây là cũng thấy được cái sự cố gắng của bé rất là ham học hỏi. Em thấy rất là vui. Rất vui là khi tới cái ngôi lớp học tình thương này để mà hỗ trợ các bé gói bánh tét để nhân dịp Tết về cho các bé nhớ cái ngày truyền thống Tết của người Việt Nam của mình. Rất là vui là cái bánh tét của mình là thấy ông bà mình gói thì mình cũng bắt chước mình gói thì nói chung là cũng không có đẹp mấy nhưng mà cũng là cái tấm lòng của em. Sáng giờ con có bánh, con có tự gói được hay không hay là mấy cô hướng dẫn cho con gói nè? Mất một buổi sáng để chuẩn bị và hoàn tất những công đoạn của một chiếc bánh. Nhưng những tình nguyện viên tham gia vào những giờ học đặc biệt cho bọn trẻ lớp tình thương thầy Thành, ai nấy đều vui. Họ vui vì sự cho đi được nhân đôi, nhân ba. Việc làm nhỏ thôi, nhưng đông đầy nhiều ý nghĩa. Vì ở quê á, có ai ba mẹ hay ông bà dạy con gói bánh hay chưa? Không có ai gói bánh hết đó, tại vì thường ra chợ mua. Con cảm ơn các cô chú vì lần đầu tiên dạy con gói bánh tét, con cảm thấy rất là vui. Các cháu thì cũng cố gắng làm, nhưng mà gói bánh tét mà nhân sống vậy thì các bé thì chưa có tiếp thu được. Nhưng mà chị cũng cố gắng chỉ cho mấy bé, là mấy bé hiểu được cái công thức của gói bánh nặng 11
trải nghiệm thêm rồi là mình cách làm bánh tét cho nó đẹp. Bản thân tôi thì rất là mong mỏi được lan tỏa những cái ẩm thực đến với tất cả những gia đình và các con, rồi là được giữ lại được cái nền truyền thống của dân tộc mình với khi những bữa ăn của ngày Tết và những ngày lễ. Ngày hôm nay chắc hẳn sẽ hiện hữu trong ký ức tươi đẹp, trong hành trang lớn lên và chào đời của các con. Những chồi non cần được tưới tắm tâm hồn nhiều hơn để vơi đi bớt thiệt thòi thường nhật. Được trải nghiệm, cho các con được trải nghiệm cái Tết cổ truyền, tụi con được trải nghiệm là gói bánh tét này, rồi lại được viết những thư pháp nữa thì thật sự là em rất là hồi hộp với chị. Mình mang một cái điều đó trọng trách thì cảm giác giống như là to lớn để truyền đạt đến cho các con. Chị mong là các con sẽ luôn luôn chăm ngoan, học giỏi, là người có ích cho cộng đồng xã hội sau này. Ngoài được trải nghiệm gói bánh tét, các con còn có những giờ làm một số món ăn truyền thống, mà sau đó các con sẽ là người thưởng thức thành quả của mình. Câu nói dân gian, học ăn, học nói, học gói, học mở, qua những bài học chân thật, càng giúp bọn trẻ dễ dàng lĩnh hội và tiếp thu những giá trị tốt đẹp một cách dễ dàng. Mùa xuân cho em đông đầy bao ý nghĩa. Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh mà bọn trẻ vui đùa cùng những trò chơi dân gian vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nét Xưa số này. Việt Hà xin kính chúc quý khán giả đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc thật vui vẻ và hạnh phúc. Một năm mới thật bình an, tốt lành.